Thế giới phép thuật Harry Potter và nhiều điều kỳ diệu. Đây là nón phân loại có thể biết được hết suy nghĩ của bạn. Chiếc nón cử động và nói chuyện thật tuyệt vời. Cùng đũa thần và đọc những câu thần chú quen thuộc ngay thôi. Wow, bạn cứu với bộ lông trắng mượt, vuốt ve để cứu cử động và nói chuyện nhé. Còn đây là Harry, Hermione và những người bạn quen thuộc. Đừng bỏ lỡ bộ sưu tập hộp đồ chơi bất ngờ 15 nhân vật trong phim Harry Potter. Các bạn ấy có thể gắn và xếp chồng lên nhau nữa nhé. Ưu đãi trung thu đến 30% đồ chơi thế giới phép thuật, hội các nàng búp bê xinh xắn, chiếc mũ phân loại thông thái. Đừng quên sưu tập cửa sổ trưng bày với các nhân vật bí ẩn nhé. Sản phẩm đã có bán tại hệ thống Magic Kingdom trên toàn quốc.